Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Hoàng Thị Thơ and you can call me Miss Sang. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tên gọi của một số quốc gia trên thế giới nhé. Let's start. Unit 2. I'm from Japan. Lesson 1. Now let's chant about countries. Here we go. Countries, countries, countries. Countries, 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 countries. Vietnam, 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 Vietnam. China, 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 China. Japan, 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 Japan. Japan, Japan, England, 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 Malaysia, 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 South Korea, South Korea, South Korea, South Korea, America, 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 Australia, 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 America, South Korea, South Korea, Malaysia, Malaysia, England, England, Japan, 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 China, 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 Vietnam, 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 Vietnam. I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Cùng nhau ôn tập lại một số đất nước xuất hiện trong bài chant vừa rồi nhé. Countries. Các quốc gia. Countries. Countries. Các quốc gia. Vietnam. Vietnam. China. China. Nước Trung Quốc. China. Japan. 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 Đất nước Nhật Bản. England. 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 Nước Anh. Malaysia. 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 Nước Malaysia. South Korea. South Korea. Hàn Quốc. South Korea. Đất nước Hàn Quốc nổi tiếng về công nghệ làm đẹp đúng không nào? America, America, America. Hoặc các bạn cũng có thể nghe thấy từ này được đọc là America, 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 nước Mỹ. Australia, 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 nước Úc. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số quốc gia nữa nhé. Đây là một đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Singapore. 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 Đất nước Singapore. Nổi tiếng là một đất nước sạch sẽ bậc nhất trên thế giới. Indonesia. 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 Philippines. Philippines. Đất nước Philippines cũng là một đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Cambodia, 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 đất nước Campuchia, có đền thờ Angkor Wat thiêng liêng. Laos, Laos, một đất nước láng giềng, một người anh em của đất nước Việt Nam. Laos. Thailand, Thailand, một đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á nữa và được mệnh danh là xứ sở chùa vàng. Canada, Canada,
Canada. Đất nước Canada có biểu tượng hình lá phong trên lá cờ. France. 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 Nước Pháp. Khi nhắc tới nước Pháp thì chúng ta có thể nghĩ ngay tới Paris, một nơi đầy sự lãng mạn, và tháp Eiffel. India. 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 Khi nói tới đất nước India, đất nước Ấn Độ, thì thật sự cô rất ấn tượng với đôi mắt của người Ấn Độ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại mẫu câu hỏi có trong bài nhé. Bạn Lucy đang rất tò mò không biết là bạn Kim đến từ đất nước nào. Vậy Lucy đã hỏi rằng, where are you from? Where are you from? Where are you from? Bạn đến từ đâu vậy? Và Kim đã trả lời là, I'm from England. I'm from England. Tôi đến từ nước Anh. Where are you from? Where are you from? Các cậu đến từ đâu vậy? We are from Vietnam. We are from Vietnam. Chúng tôi đến từ đất nước Việt Nam. Where is she from? Where is she from? Cô ấy đến từ đâu vậy? She's from Australia. She's from Australia. Where is he from? Where is he from? Anh ấy đến từ đất nước nào vậy? He's from Malaysia. He's from Malaysia. Anh ấy đến từ nước Malaysia. Where are they from? Where are they from? Các bạn ấy đến từ đâu vậy? They're from China. They're from China. Họ đến từ đất nước Trung Quốc. Vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu tên của một số quốc gia trên thế giới và mẫu câu để hỏi bạn đến từ đâu. Now it's time to say goodbye. See you.